Phương Mỹ Chi lột xác hóa công chúa khoe phòng một lấp ló gợi cảm. Quý vị thích giả thân mến trên trang Facebook cá nhân, Phương Mỹ Chi chia sẻ hai TVD Hạnh Phúc Đầu Xuân và thương về miền Trung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đi kèm với những sản phẩm âm nhạc này là bộ hình mới của cô bé dân ca. Trong bộ ảnh Phương Mỹ Chi hoàn toàn lột xác hóa công chúa cực kỳ gợi cảm. Rất nhiều fan đã không khỏi bất ngờ và thích thú đưa ra những lời bình luận có cánh cho nhan sắc và phúc dáng của Phương Mỹ Chi. Facebooker Quỳnh Nga Trần thi bình luận không đẹp kiêu sa như mấy cô hoa hậu, nhưng con gái có vẻ đẹp dễ thương rất duyên, một cô công chúa trong lòng mọi người. Facebooker anh Tiến xích xoa, vậy thì thành công xinh lắm bé. Riêng Facebooker Bi Huyền Trang bày tỏ sự ngỡ ngàng, cô đã lớn yêu con. Còn Facebooker Triệu Kha Viên viết, cô bé dân ca nay đã trưởng thành, chúc mừng em. Vẻ ngoài đáng yêu cùng dòng hát ngọt như mía lùi khi thể hiện dòng nhạc dân ca, Phương Mỹ Chi là sao nhí đã nhận được nhiều sự ủng hộ yêu thương từ khán giả vẫn còn nhớ hình ảnh của Phương Mỹ Chi khi đoạt giải ngôi Á quân đầu vô 2013 với ngoại hình gầy gò và trẻ con, mặc bộ quần áo bà ba chân quê thì giờ đây, sau vài năm Phương Mỹ Chi đã có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, cũng như cô đã trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ. Công việc ca hát mang lại nguồn thu nhập ổn định và giúp gia đình Á quân The Vokis 2013 có cơ hội đổi đời. Giọng ca quê em mùa nước lũ vì thế cũng chăm chút đến quần áo và sành điệu hơn nhiều. Nếu như cách đây vài năm Phương Mỹ Chi còn thường xuyên diện áo dài khi tham gia các buổi trình diễn, thì bây giờ cô cũng đã đang dần thay đổi phong cách với những bộ váy xòe ôm bó sát, khoe vòng eo nhỏ xinh, khoe vòng một lấp ló, trong cô gợi cảm và quyến rũ đến bất ngờ. Sau hơn 4 năm gia nhập làng sống showbiz, Phương Mỹ Chi cũng tự nhận mình, ngày xưa em là tờ giấy trắng nhưng giờ được xã hội tô vẽ lên. Phương Mỹ Chi không vì mãi chạy show, chỉ chăm chút tới ngoại hình mà quên chuyện học hành. Cô bé dân ca ngày nào vẫn miệt mài học tập, vẫn phấn đấu là học sinh giỏi, bên cạnh việc sắp xếp chạy show đi hát, cũng như ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Choáng với cách xe của Phương Mỹ Chi khi lưu diện ở Mỹ Quý vị thính giả thân mến, con cái nuôi của quan Lê bày tỏ, may mắn đèn nhà vệ sinh màu trắng lại thoáng mát rộng trải, cũng lớn ngang ngửa phòng nhà em, em thấy ổn nên gom tập vỡ vào đó học, em thấy thoải mái, lại yên tĩnh. Phóng viên hỏi, bên cạnh các show diễn trong nước, lịch lưu diễn hải ngoại của em khá dày đặc, đi diễn nhiều nơi như vậy, em có gặp nhiều trở ngại về khác múi giờ, thời tiết, ẩm thực. Phương Mỹ Chi chia sẻ, trong buổi ra mắt CD Phone 2 thương về miền Trung, bố Quang Lê chia sẻ là em được cấp visa để lưu diễn tại Mỹ và ngay sau đó em đã được bút ba show. Tại Mỹ, do trái múi giờ nên mẹ em khó ngủ, Mấy ngày đầu gần như mẹ thức trắng đêm, đi vệ sinh cũng không dám đi, tại mẹ em sợ. Còn em may mắn được tổ thương, em ở đâu cũng ngủ được và cũng tranh thủ ngủ rất sớm. Về phần ăn uống em không kén lắm, hơn nữa em lại thấy kèm bên mỹ rất ngon. Bên cạnh đó, em được trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ, đặc biệt là nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của Kiều Bào. Đó là điều làm em bất ngờ và hạnh phúc nhất khi qua Mỹ. Vừa qua trên fanpage của cá nhân, em đăng tải hình ảnh ngồi trong phòng vệ sinh học bài khiến fan khá lo lắng. Có phải em tranh thủ học vì quá bận chạy show? Em cũng không phải bận bị gì đâu. Lý do là vì đèn phòng khách sạn bên đó màu vàng. Ánh sáng kém nên em không học được. May mắn đèn nhà vệ sinh màu trắng lại thoáng mát trồng trải. Cùng lớn ngăn ngữ phòng nhà em, em thấy ổn nên gom tập vỡ vào đó học. Em thấy thoải mái, lại yên tĩnh. Em dung hòa giữa căn hát và việc học ra sao để mọi thứ luôn được tốt nhất. Sau khi nhận được lời mời bên Mỹ, mẹ đã xin nhà trường cho em được nghỉ phép 2 tuần. Thật sự em qua Mỹ 2 tuần, nhưng chỉ diễn có 3 đêm, còn lại là thời gian trống. Em mang theo sách vở để lúc có thời gian rảnh là lấy bài ra chép học. Đoạn nào không hiểu em sẽ ghi chú lại, gọi điện hỏi bạn bè thầy cô. Cách học này em luôn áp dụng mỗi khi đi lưu diễn. Em thấy rất hiệu quả đối với mình, quan trọng nhất vẫn là bản thân phải tự biết cố gắng. Gần đây xuất hiện nhiều tin đồn em đã thôi học để tập trung đi hát. Thực hư việc này thế nào? Nếu mà em bỏ học em sẽ không mang tập vở qua Mỹ, rồi ngồi trong nhà vệ sinh học đâu ạ. À. Em cũng check in thường xuyên trong lớp để khán giả theo dõi luôn mà. Tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới em quá. Vì trường em là trường quốc tế, cũng như có nhiều bạn hoạt động nghệ thuật, nên thầy cô và bạn bè rất thông cảm, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ việc học cho em em không gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục bạn bè thầy cô giúp đỡ ngược lại còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình với tuổi ăn tuổi đến trường như em thì việc đi hát là đam mê hay vừa giúp kinh tế gia đình là chính em đi hát vì bản thân đam mê được hát em rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả gặp gỡ các cô chú nghệ sĩ lớn mà chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ gặp được cô hương lan cô như quỳnh cô phi nhung là những nghệ sĩ mà em luôn yêu mến mẹ chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc hay than thở gì với em còn chị hai luôn biết cách dung hòa giữa việc ca hát và học tập để em không phải gặp bất kỳ áp lực nào chị có nói với em nếu đó là cơ hội tốt thì chị sẽ nắm bắt cho em và tại thời điểm đó em chỉ cần tập trung hơn nỗ lực hơn một chút là mọi thứ sẽ không có gì ngoài ra chị và em đều quan tâm đặc biệt đến việc học em nghĩ sao khi bản thân còn nhỏ mà đã có thể kiếm được nguồn thu nhập lớn cách đây hàng nghìn đô la cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn ít khi sử dụng tiền hay giữ nó trong người, bởi đi đâu mẹ đều đi cùng. Muốn mua gì, em xin mẹ là xong. Em thấy điều này thoải mái hơn là giữ tiền trong người và suy nghĩ về nó. Với em mức cách xe 6.000 đô la trên một số lần này cũng vậy. Em thấy mọi người ngạc nhiên với con số đó nên chắc cũng lớn. Nhưng mẹ em nói số tiền ấy phải đầu tư rất nhiều, giống như là tiền giấy tờ, chi phí may áo dài, mua tiêm pha ly. Thật sự em chỉ biết đi hát để thỏa đam mê. Được quan Lê đỡ đầu và nhận về làm con nuôi, em được nam ca sĩ định hướng thế nào trong công việc? Hai bố con rất ít khi có dịp gặp nhau, tại bố Lê đắt đô nên đi suốt. Nhưng nếu gặp mặt, bố luôn chỉ dạy em rất nhiều, nhất là mỗi khi em hát, bố chỉnh sửa cách luyến lấy. Nhiều lúc bố nói những câu nói rất trẻ con, dễ thương nên em lưu tin bố trong danh bà điện thoại là bé bự. Bố khuyên em cũng nên để tâm đến những ồn ào. Những lúc em có scandal xảy ra, bố đều đăng trạng thái lên trang cá nhân để bên phần, kèm theo đó là giải thích giúp em. Em thấy mình may mắn khi có một người bố luôn hết mực quan tâm như vậy. Thật sự em rất cảm ơn bố về điều đó. Mặc dù ở đâu đi nữa, nhưng hay tin con gái bị người ta ăn hiếp là bố bên ngay. Phương Mỹ Chi ngày càng phỏng phao và sang chảnh không kém các hot girl. Quý vị thân mến, bước sang tuổi 15, Phương Mỹ Chi đã có cuộc lột xác ấn tượng về mặt phong cách. Không chỉ trổ mã, tra dáng thiếu nữ, chị Bảy còn thay đổi hình ảnh từ giản dị và nữ tính sang cá tính và xanh điệu. Á quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đã biết chăm chút cho vẻ ngoài, đầu tư hàng hiệu để biến hóa linh hoạt các style khác nhau. Bên cạnh những item của thương hiệu tên tuổi, Phương Mỹ Chi cũng khoe tài mít đồ xanh sỏi với các phụ kiện độc đáo. Cô bé dân ca liên tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với street style sang chảnh và thời thượng. Thậm chí Phương Mỹ Chi còn tạo dáng nuột nà chẳng kém các hot girl, làm netizen đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hình ảnh mới đây của Phương Mỹ Chi làm cho nhiều người ngỡ ngàng vì lầm tưởng là hot girl bởi tạo hình bắt mắt, phong cách vô cùng cá tính. Thậm chí, họa mi của làng nhạc dân ca còn tạo dáng sanh điệu, chẳng kém các fashionista. Chị bày trở tay mix đồ xanh sỏi khi bắt cặp crop top trễ vai cùng với chân váy bèo nhúng màu sắc nổi trội, mang cả giày sneaker hầm hố của thương hiệu Villa đình đám. Phương Mỹ Chi còn điểm trang bộ cánh dọc phố Đồ xuân bằng chiếc kính dòng Wayfarer từ Charles and Keith có giá khoảng 1,7 triệu đồng. Cô bé dân ca nhỏ nhắn ngày nào, ra dáng thiếu nữ, biết làm điệu với các bộ váy thước tha, du xuân đầu năm phương bị chi khoe vẻ nữ tính trong bộ váy maxi kẻ tatan mix cùng với túi đính đá và đôi giày Villa yêu thích. Mẫu giày sneaker được phương bị chi cưng sủng là thiết kế của villa có giá khoảng 70 đô, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng. Đây cũng là bảo bối của nhiều sao Việt như là Sơn Tùng, Đào Bá Lộc, vân vân. Trong chiến, lưu diễn hải ngoại, ngôi sao nhí còn thử nghiệm phong cách sexy của giới trẻ phương Tây, diện crop top và quần short, phương Mỹ Chi khoe trọn vòng eo thon và bốc dáng sang chắc và khỏe khoắn của mình. Áo quân The Voice nhí duyên dáng với chân váy đa màu sắc, mix cùng với áo len hồng và sticker màu phấn ngọt ngào. Đôi khi Phương bị chi lại phát cách nổi loạn hơn khi diện quần jeans rách đến họa tiết hoặc hình ngộ nghĩnh kết hợp áo len vàng chói nổi bật. Cô nàng còn mix phụ kiện vô cùng độc đáo, từ giày, mũ cho tới túi, Phương bị chi đều phối ăn ý thể hiện rõ nét vẽ năng động và trẻ trung của mình. Chị bảy còn khiến nhiều tín đồ thời trang ngã mũ khi ứng dụng nhuần nhuyễn công thức vin mất một mất một còn. Miss Sammy và quần jeans cực chất, nữ ca sĩ cũng làm tăng phong cách bụi với đôi giày sneaker của Nike. Dù đã biết làm điệu song chi Bảy không hề vung tay quá trắng, Phương Mỹ Chi tiêu dùng khá là chân mực cho các món đồ hàng hiệu, cô thường chọn các thiết kế từ các nhãn hàng bình dân hoặc là có giá thành vừa phải. Phong cách thể thao luôn là một trong những niềm đam mê bất tận của dòng ca tài năng này. Hoa mi làng nhạc dân ca tích cực diện đồ thể thao xuống phố, kết hợp đồng điệu cả cây từ đầu tới chân. Các thương hiệu ruột của cô nàng chính là Adidas, Nike. Nhờ chăm chỉ tập thể thao, Phương Mỹ Chi sớm có được vóc dáng mảnh mai và răng đầy sức sống cũng có lúc thì Phương Mỹ Chi trở lại phong cách bánh bèo, trưng dụng váy áo nữ tính trẻ nải như thế này. Tuy rằng các xe lên tới hàng trăm triệu, thu nhập hàng tỷ đồng, nhưng Phương Mỹ Chi luôn duy trì hình ảnh đẹp, dù có dùng nhãn hiệu cũng chỉ là item của những nhãn hàng bình dân, có giá thành khiêm tốn hơn nhiều so với các tiền bối.